Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, thời gian qua Trung Quốc đã bị mưa lũ tấn công trên diện rộng, nước ở hàng trăm con sông dâng cao, đặc biệt là sông Sương Tử với lưu lượng lớn chảy vào hồ chứa Tam Hiệp đã làm dấy lên lo ngại đập thủy điện này có thể bị sập. Lo ngại càng gia tăng khi một số chuyên gia nói rằng cấu trúc công trình đã có sự dịch chuyển và biến dạng. Dù các nhà chức trách khẳng định những dấu hiệu này nằm trong giới hạn bình thường nhưng vẫn không xua tan được nỗi sợ. Dù viễn cảnh đó có thành sự thật hay không, thì nhiều người vẫn đặt ra câu hỏi liệu khi đập Tam Hiệp bị vỡ, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo và đâu sẽ là nơi trú ẩn an toàn? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Khi việc xây dựng bắt đầu vào năm 1994, đập Tam Hiệp được thiết kế không chỉ để tạo ra điện để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, mà còn để chế ngự dòng sông dài nhất của nước này, bảo vệ hàng trăm triệu người khỏi lũ lụt nghiêm trọng. Nó được ví như một biểu tượng của sức mạnh con người trước thiên nhiên, trở thành niềm tự hào của Trung Quốc. Để bắt đầu, toàn bộ dự án trị giá 200 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 28,6 tỷ đô la Mỹ, mất gần 2 thập kỷ để xây dựng và đã phải sơ tán hơn 1 triệu người dọc theo sông Trường Giang, còn gọi là sông Dương Tử, để lấy đất thi công. Trong khi chính phủ Trung Quốc thời điểm đó cam kết rằng con đập sẽ có thể bảo vệ các cộng đồng dân cư sống xung quanh hạ lưu, thì không lâu sau khi hồ chứa của nó bắt đầu chứa nước năm 2003, lở đất bắt đầu xảy ra. Có nhiều ý kiến trái chiều về hiệu quả của con đập này. Những nghi ngờ đã xuất hiện trở lại khi lưu vực sông Trường Giang chứng kiến lượng mưa trung bình trong tháng 6 năm 2020, cao nhất trong gần 60 năm, khiến dòng sông và nhiều nhánh sông bị vỡ. Bất chấp sự tàn phá nặng nề cả về người và của, chính quyền Trung Quốc tuyên bố đập Tam Hiệp đã thành công trong việc đóng vai trò quan trọng ngăn chặn nước lũ. Nhưng với nhiều trạm đo, giám sát dòng chảy của sông Trường Giang trong đợt lũ này, một số nhà địa chất cho biết Tam Hiệp đã lộ ra những hạn chế trong việc kiểm soát lũ. Thậm chí nhiều người còn lo sợ đập Tam Hiệp có thể bị vỡ. Đây là một viễn cảnh đáng sợ nhưng không phải không thể xảy ra. Trước đó, một con đập Quảng Tây đã bị sập trong tháng 7 năm 2020. Tuy không có ai thiệt mạng nhưng nó đã gây ra lũ lụt khắp nơi. Nếu đập Tam Hiệp sập, một lượng nước khổng lồ sẽ quét qua Dương Tử, hồ chứa của công trình sẽ nhanh chóng vượt quá giới hạn chịu đựng và buộc phải xả hàng triệu mét khối nước. Thiệt hại về nhân mạng trong trường hợp đó sẽ rất tàn khốc. Một số thành phố nhỏ vùng hạ lưu hiện có dân số khoảng 4,6 triệu người, trong khi Nam Kinh có 8,5 triệu dân và Vũ Hán 11 triệu. Thiệt hại về vật chất sẽ rất khủng khiếp, các thành phố như Vũ Hán sẽ chìm trong biển nước. Các vùng trồng trọt bị xóa sổ, khiến năng lực sản xuất thực phẩm của Trung Quốc càng suy giảm. Khi đó, nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi về khả năng tự cung tự cấp của Trung Quốc. Kinh tế thế giới cũng vì thế mà ảnh hưởng, không chỉ do các chuỗi cung ứng bị gián đoạn, mà còn vì ảnh hưởng tài chính từ một thảm họa lớn như vậy. Trung Quốc có thể nhập khẩu thực phẩm, nhưng ngay cả điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến các thị trường thực phẩm trên toàn cầu. Viễn cảnh đó còn đồng nghĩa với việc tái phân bổ dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc từ các dự án khác, chẳng hạn sáng kiến vành đai và con đường, và làm ảnh hưởng đến một loạt các quốc gia vốn đang hy vọng cải thiện được cơ sở hạ tầng nhờ các dự án do Bắc Kinh tài trợ. Vào năm 2020, clip gây tranh cãi về đập Tam Hiệp vỡ được trang tin tài chính Trung Quốc Caijing Lanjian công bố mô phỏng trận lụt kinh hoàng có thể xảy ra nếu đập khổng lồ trên sông Dương Tử ở Trung Quốc thực sự bị vỡ. Video cho thấy lộ trình di chuyển của khối nước có thể đi, cũng như ước tính tốc độ, độ sâu và tầm vươn của nước lũ đến tận thành phố Vũ Hán. Video bắt đầu cho biết chiều cao của đập Tam Hiệp là 180 m so với mực nước biển, chiều dài là 2.355 m và mực nước hồ chứa thông thường là 175 m, với sức chứa 39,3 km khối nước. Trong video có dòng chữ, một khi đập vỡ, mô phỏng con đập vỡ do áp lực nặng nề từ nước lũ. Đoạn video cũng lưu ý, dữ liệu trong video sau đây là ước tính, không phải phản ánh thực tế. Tiếp theo đó, trong video mô tả sau khi đập Tam Hiệp vỡ, một bức tường nước với chiều cao gần 100 m sẽ tuôn ra nhanh chóng. Do có những ngọn núi dốc hai bên bờ sông, nước lũ không thể phân tán ngay. Video ước tính tốc độ của trận lụt do đập vỡ ở giai đoạn này sẽ vượt quá 100 km/h. Bởi khoảng cách từ đập Tam Hiệp tới thành phố ở hạ lưu Nghi Xương chỉ 50 km, video dự đoán trong vòng 30 phút sau khi đập vỡ, đập Cát Châu Bá cũng sẽ vỡ tung và thành phố Nghi Xương bị nhấn chìm. Nước lũ dâng cao 20 m sẽ tấn công Nghi Xương với vận tốc lên tới 70 km/h và nhấn chìm thành phố dưới mực nước sâu 10 m.
trong video mô phỏng, sau khi lũ đi qua Nghi Xương, nước lũ sẽ tiếp tục di chuyển dọc sông Dương Tử, nhấn chìm các thị trấn dọc theo đường đi với vận tốc ít nhất 60 km/h. Mực nước lũ ở giai đoạn này là 15-20 m. Sau khi nhấn chìm Nghi Đô ở Nghi Xương, nước lũ tràn ra các thung lũng và vào vùng đồng bằng rộng mở. Nước lũ bắt đầu lan ra khắp vùng theo mô hình như hình quạt, làm gia tăng đáng kể diện tích bị ảnh hưởng. Khi nước lũ phân tán ở đồng bằng, độ cao của lũ sẽ giảm xuống còn khoảng 8 m và vận tốc còn khoảng 25 km/h. Dù vậy, lũ lụt ở dòng chính của sông Dương Tử vẫn duy trì tốc độ khoảng 35 km/h. Nước lũ sau đó sẽ tới thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc và một phần nước lũ sẽ thoát khỏi dòng chính của sông Dương Tử, tiến thẳng tới Vũ Hán. Trong vòng 5 giờ sau khi đập Tam Hiệp vỡ, nước lũ dự kiến sẽ ập tới thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, cách đập khoảng 350 km về phía hạ lưu. Video mô phỏng đập Tam Hiệp vỡ dự đoán nước lũ ở Nhạc Dương sẽ ngập tới 5 mét. Tuy nhiên, mô phỏng này cũng lưu ý rằng hồ Động Đình gần đó có thể đóng vai trò như vùng đệm và giảm bớt lũ lụt nếu vụ vỡ đập Tam Hiệp không xảy ra vào mùa lũ. Tiếp theo, nước lũ khi đập Tam Hiệp vỡ được dự đoán sẽ đi về phía đông và sẽ giảm dần sau khi nó đổ vào hồ Hong Lách, cách đập khoảng 700 km. Video mô phỏng dự đoán chỉ sau 10 giờ khi đập khổng lồ trên sông Dương Tử vỡ, thành phố Vũ Hán sẽ chịu ảnh hưởng của lũ lụt. Lũ lụt tới Vũ Hán sẽ cao khoảng 7 mét, mặc dù một số khu vực đô thị của thành phố trên vùng đất cao sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng nhiều phần khác sẽ bị nhấn chìm dưới nước lũ sâu 5 mét. Do sông Dương Tử đi qua Vũ Hán có độ rộng hẹp, dự đoán lũ sẽ rời khỏi thành phố chậm và các vùng nước lũ hình thành ở đây sẽ không rút nhanh. Theo Epoch Times, các chuyên gia thiết kế Trung Quốc cũng đã tiến hành nhiều thử nghiệm mô phỏng để xem liệu hậu quả sẽ ra sao nếu đập Tam Hiệp bị vỡ. Theo thử nghiệm mô phỏng, nếu sự cố vỡ đập thực sự xảy ra, nơi tránh trú an toàn nhất sẽ là Thần Nông Giá, khu vực nằm ở phía tây bắc của tỉnh Hồ Bắc. Thần Nông Giá sẽ là lựa chọn làm điểm trú ẩn vì nó đủ cao trước lượng nước đổ về, được ví như sóng thần khi đập Tam Hiệp bị vỡ. Thần Nông Giá có diện tích khoảng 3.250 km², điểm cao nhất là ở khu vực này lên đến 3.105 m. Thần Nông Giá cũng là nơi có hệ thống thực vật vô cùng phong phú. Thần Nông Giá được đặt theo tên của Thần Nông, một trong những vị thần nổi tiếng nhất và được xem là ông tổ của người Trung Quốc. Theo thần thoại Trung Quốc, Thần Nông là ông tổ của nông nghiệp. Thần Nông đã dạy người Trung Quốc nhiều ngành nghề thủ công, đặc biệt là y dược. Thần Nông được miêu tả là đầu có sừng như bò, đuôi bò cạp, chân rết. Thần Nông cũng được xem là vị thần bảo hộ tính mạng, sức khỏe của người Trung Quốc. Với cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu dự kiến sẽ gây ra lũ lụt nặng hơn, thường xuyên hơn, một số chuyên gia cho rằng Trung Quốc sẽ buộc phải tìm giải pháp mới cho các thế hệ tương lai. Câu hỏi đặt ra là liệu đập Tam Hiệp có đảm nhiệm được vai trò là đập thủy điện lớn nhất thế giới hay không? Nó có thể chứa nước và điều tiết mực nước lũ để không gây nguy hại đến cuộc sống của người dân hay không? Câu trả lời chỉ có thể chờ thời gian, bởi mỗi đợt lũ giống như một bài kiểm tra về sức bền của con đập. Có một điều chắc chắn rằng chính phủ Trung Quốc sẽ không để dòng lũ tức nước vỡ bờ. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!